Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp cái giá kẹp mic để bàn này với cả cái sốc mount của mic. Thì rất là nhiều người sau khi mua về không biết loay hoay, không biết lắp như nào. Thực ra nó rất đơn giản thôi, nhưng mà đối với những người chưa làm lần nào thì có thể nó gặp hơi khó khăn một chút. Thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ này. Đây là cái bộ giá kẹp khi mà các bạn mua về nó như thế này, và cái mic nó như này, và cái sốc mount của mic nó gọi ở đây. Đây gọi là sốc mount của cái mic. Thì đây là cái lỗ gen của cái sốc mount. Đó, thì nó cố định như thế này rồi. Đó. Còn đâu là cái giá kẹp ấy, thì mới đầu về thì nó sẽ như thế này. Thì khi đa phần các bạn về một cái thì các bạn muốn lắp, các bạn tra vào luôn như này thì không phải. Đấy, cái này là không phải nha các bạn nhé. Đó. Mà các bạn phải làm cái thao tác như sau. Ở đây, giá kẹp nó đi kèm theo một cái củ để đỡ mic. Cái đỡ mic này là mic cầm tay karaoke thông thường, thì chúng ta dùng cái mic thu âm này thì chúng ta lại phải lắp trên cái sốc mount này, cho nên là chúng ta sẽ dùng cái sốc mount này để gấp lắp vào cái giá này. Thì cách làm như sau. Ở đây cái lỗ này nó bé đúng không, các bạn không thể nào mà tra cái kia vào được, thì các bạn hãy vặn cái này ra cho mình. Đây, các bạn vặn cái này ra cho mình. Đấy, ở đây nó có một cái gen bằng nhựa, các bạn vặn ra. Đấy, đó, bạn nhìn thấy lỗ nó to chưa. Đấy, đấy, cái này thì mình sẽ không dùng nữa nhé, các bạn bỏ. Đấy, sau đó thì cái này các bạn lắp vào đây. Sorry bạn, đây các bạn lắp ngược lại, các bạn vặn cái đầu nhựa này vào đây. Đấy, rồi thì nó sẽ thành cái đầu đực này, ren đực này mà to đúng không? Sau đó thì chúng ta mới bắt đầu tra vào đây. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đấy, thì lúc này các bạn đã vặn được vào rồi. Đấy, lúc này thì chúng ta đã vặn được vào. Đấy, chúng ta cứ xoáy theo chiều kim đồng hồ thôi, thế là được. Đấy, như thế này là xong đúng không các bạn? Và cái đầu còn lại thì chắc là dễ rồi. Cái này thì thôi tiện thì mình cũng lắp luôn cho các bạn xem. Cái đầu này, cái đầu này các bạn đút vào đây, các bạn lưu ý nhé, đút vào đây nhé. Đấy, đút vào như thế này. Sau đó thì nó có một cái con ốc này, các bạn đút vào cái lỗ này, mục đích để cho nó đỡ, cái này nó đỡ bị chạy đi chạy lại này. Đấy, đây mình sẽ vặn cho các bạn thấy. Đó, bắt nó chặt, càng chặt thì cái này nó sẽ không bị xoay đi xoay lại được. Đó, và cái đầu còn lại thì các bạn hãy kẹp vào đây. Đây, mình lấy ví dụ đây là cái G của cái bàn này đúng không, thì các bạn vặn vào. Đấy, bạn chặt, bạn càng chặt thì nó sẽ càng cố định tốt. Đó, như vậy thôi. Còn cái mic thì các bạn hãy cho vào đây. Cái này các bạn có thể lật ra ngửa như thế này tùy. Đó, ví dụ như thế này chẳng hạn. Đấy, việc còn lại các bạn chỉ việc đút chiếc mic này vào thôi. Đây, cái mic này đấy, các bạn chỉ việc đút vào đây là xong. Bóp nhé, các bạn nhớ bóp cái này ra này. Bóp để cho nó rão ra, sau đó thì chúng ta nhét mic vào. Sau khi nhét mic vào chúng ta nhả ra như này. Đó, ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.